mình làm buổi tối thế, kia làm buổi tối một mình thôi, một mình cứ cân đối đấy ạ, bảo nó cân đối lại, đừng có để cái hóa nó nói thì nhiều khi mình được lợi nữa không, chứ mình để nó nói thì không không cũng giải quyết được vấn đề thôi. Rồi, chưa nói gì nữa. Thì có gì tiền anh thanh toán, nếu mà để thanh toán thì. Thank you.